Táo Bóng TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Đến với anh em hôm nay chính là trận đấu thuộc khuôn khổ bảng A U21 Euro 2023 giữa hai đội tuyển Hà Lan và Georgia diễn ra vào lúc 23 giờ thứ ba ngày 27 tháng 6 trên sân vận động Meskhi Stadium. Ứng cử viên vô địch của giải đấu năm nay, Hà Lan mới chỉ giành được 2 điểm trước Bỉ và Bồ Đào Nha. Kết quả này khiến cho cục diện bảng đấu giờ đây là cực kỳ khó đoán. Cơn lốc màu da cam mang tới U21 Euro 2023 những cầu thủ chất lượng và đã khẳng định được tên tuổi ở những giải đấu hàng đầu châu lục như hậu vệ Van den Beurt của Liverpool, tiền vệ Gravenberch của Bayern hay tiền đạo chủ lực Holloze, Dalinga. Đối với đội tuyển trẻ U21 Hà Lan, mọi thứ còn diễn ra ấn tượng hơn đối với đội bóng này. Trước giải đấu, U21 Hà Lan sở hữu phong độ tốt hơn các đối thủ khi bất bại 17 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có tới 10 trận thắng. Trên hành trình đến với vòng chung kết U21 châu Âu này, đội bóng của huấn luyện viên Van der Looy đã thị uy sức mạnh với thành tích bất bại ở vòng loại, bao gồm 8 chiến thắng và 2 trận hòa. Mặc dù có phong độ cao và nhân sự mạnh, nhưng ở cấp độ trẻ của bóng đá Hà Lan đã không có được thành tích tốt ở những giải đấu vừa qua. Bởi vậy, ở U21 châu Âu lần này, Hà Lan nhận được nhiều kỳ vọng có thể làm nên lịch sử. Nhìn sang phía bên kia, U21 Georgia đang là đội gây lên bất ngờ lớn nhất của giải đấu khi đánh bại Á quân Bồ Đào Nha với tỷ số 2-0 ở trận giao quân. Và mới đây nhất là cầm hòa một đội bóng rất mạnh khác là U21 Bỉ. Kết quả có được là nhờ vào sự chuẩn bị cho vòng chung kết U21 châu Âu 2023 tương đối tốt của họ, khi đội đồng chủ nhà có chiến thắng 2-0 trước U21 Síp ở trận giao hữu trước thềm giải đấu. Rộng hơn, họ bất bại 4 trận đấu trước đó tại mọi mặt trận tham dự. Cụ thể, thầy trò Ramas Vanaje đã có 2 chiến thắng trước cả Síp lẫn Latvia và cầm hòa thành công đội bóng mạnh hơn Ukraine. Tuy nhiên, đội tuyển Đông Âu dù đang đứng đầu bảng A vẫn cần ít nhất 1 điểm nữa để chắc chắn lọt vào vòng knockout. Với tinh thần đang lên rất cao và sự ủng hộ của khán giả ở sân nhà, giờ đây U21 Georgia hoàn toàn có thể tạo thêm bất ngờ nếu đối thủ của họ để lộ ra sai lầm. Mức chấp nhà cái đưa ra là Hà Lan chứ 0.75. Anh em nên cân nhắc trước khi theo cơn lốc màu da cam khi Georgia đang là ngựa ô của giải đấu và liên tục làm khó các ông lớn. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2.5. Đi tài là quyết định hợp lý khi cả hai đội đều đang sở hữu hàng công vô cùng thăng hoa. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Táo Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.